người dân địa phương, giếng nước này đã xuất hiện hơn 10 năm trước và được đặt tên là Tà Choi. Cái giếng này lúc trước đó, thời gian trước đó, cũng có một công tên là Tà Choi. Ông cũng đi ra tìm kiếm những cái nguồn nước ngọt để cho bà con tiêu thụ uống sinh hoạt trong gia đình. Mà trong khi đó đó ông cũng đi một hai đêm, bắt đầu ông ra từ ban đêm, cái chỗ nào có cái mạch nước á ông biết, cái cách 3 ngày sau ông biết có cái mạch nước ông đào. Đào đầu tiên là đào chừng có một thước à, là có cái nguồn nước liền. Có nguồn nước chừng đó là dài tiếp tục liên tục luôn cho tới khi nào mà mưa xuống dầm dề là mới lắp được cái giếng này. Rồi cái thời gian sau là bắt được tiếp tục hàng năm đó, năm nào cũng đều ra đào hết trơn, năm nào cũng có hết trơn. Mà nguyên cái ấp của Phước Lộc ha, là đều ra đây lấy hết trơn là 600 mấy chục hộ. Là mỗi một hộ có thể xài một ngày là 2 can. Đây. Cái giếng này, cái giếng là công cộng ha, là không dành chuyện với nhau. Những người nào lấy lại trước á thì sẽ lấy trước, còn người nào cái đó ra trái ra thì tiếp tục là xây dòng vậy đó, cho tới khi nào thì nào tối á còn đi lấy thêm nữa, tối có khi lấy tới 10 giờ đêm, cứ liên tục vậy đó.